Xin chào toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi đấy. Trong những ngày sắp Tết, chắc hẳn bạn nhỏ nào cũng rất là vui mừng. Sự vui mừng của các bạn nhỏ đã được nhạc sĩ sáng tác ra một bài hát rất là hay. Đó là bài hát Sắp Đến Tết Rồi của nhạc sĩ Quang Vân. Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình hát bài hát này nhé. Trước khi vào học hát, cô xin mời tất cả các con cùng lắng nghe cô quý hát mẫu nhé. Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Cô vừa hát cho các con nghe bài hát Sắp Đến Tết Rồi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nội dung bài hát nói về khi sắp đến Tết, các bạn nhỏ đến trường rất là vui. Các bạn nhỏ còn được bố mẹ mua cho những bộ quần áo mới thật là đẹp. Niềm vui được nhân lên khi các bạn nhỏ còn được đến thăm ông bà vào dịp Tết nữa đấy. Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô quý hát lại bài hát này một lần nữa nhé. Rồi đến trường rất vui, sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Cô vừa hát xong bài hát rồi đấy. Bây giờ cô có một số câu hỏi để thi tài các bé yêu, xem các bé yêu có thông minh không nhé. Bài hát có tên là gì? Trong bài hát có nhắc đến ai? Khi Tết đến, các bạn nhỏ được bố mẹ mua gì nào? Và các bạn nhỏ còn được bố mẹ cho đi đâu? Chúng mình cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi của cô cho ông bà bố mẹ cùng nghe nhé. Vừa rồi, chắc chắn bạn nhỏ nào cũng có những đáp án đúng để trả lời cho ông bà bố mẹ cùng nghe rồi đúng không? Và bây giờ, chúng mình có muốn học hát cùng với cô không nào? Bài hát này thì các con đã được nghe rất nhiều lần trên đài, tivi hay máy tính rồi đúng không? Và bây giờ, cô xin mời tất cả các con, chúng ta hãy cùng hát theo cô từng câu một cho đến hết bài nhé! Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Chúng mình giỏi lắm. Bây giờ, cô xin mời tất cả các con, chúng mình hãy hát lại bài hát này. Nhưng lần này các con sẽ hát kết hợp với nhạc đệm. Các con nhớ là phải hát đi hát lại thật là nhiều lần để cho thuộc lời của bài hát nhé. Khi thuộc lời bài hát rồi, chúng mình sẽ hát lại bài hát này cho ông bà bố mẹ cùng nghe nhé. Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Vừa rồi chúng mình đã được học hát rồi. Bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Đó là trò chơi những ô cửa bí mật. Cách chơi như sau. Trên màn hình sẽ xuất hiện 4 ô cửa. Ô số 1, ô số 2, ô số 3 và ô số 4. Trong mỗi ô cửa khi được mở ra là một bản nhạc không lời mà các con đã được học trong các chủ đề đấy. Nhiệm vụ của chúng mình là hãy dùng đôi tai lắng nghe thật tinh xem bản nhạc đó là bài hát gì. Và chúng mình sẽ hát lại cho ông bà bố mẹ cùng nghe bài hát đó nhé. Nào, xin mời tất cả các con cùng tham gia vào trò chơi. Thank you.
đã khép lại giờ học ngày hôm nay rồi đấy. Cô xin chúc toàn thể các con và các bậc phụ huynh đón một cái Tết thật là vui vẻ, sức khỏe thật tốt để phòng chống trong những ngày dịch này nhé. Xin chào tạm biệt.